Xin chào các bạn đến với kênh Mẹ Bé Thủy Thảo. Ngày hôm nay thì mình đang dẫn các bạn lên thăm vườn tên là Gia Ân, vườn tại xã Đắc Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Và Sốc Mẹ Bé Thủy Thảo thì liên kết với vườn Gia Ân để ra những loại giống cây măng cụt, sầu riêng và bơ 034. Tại sao thì Mẹ Bé Thủy Thảo quay cái video này? Đấy, quay một số quả cho các bạn xem. Đây là một cái vườn bơ mà đạt chuẩn Việt Gáp. Sau Mẹ Bé Thủy Thảo liên kết với vườn bơ Gia Ân để ra những cái loại quả đạt chuẩn châu Âu. Nhìn cái quả bơ các bạn thấy không, nó rất là căng mọng và nó đảm bảo cung cấp rất là nhiều vitamin cho bé. Và nói đến cái việc mà đạt chuẩn Việt Gáp ở đây, tức là từ nước để tưới cây này, là đất để trồng cây này, đất đỏ Ba Gian này đều được xét nghiệm đảm bảo đạt chuẩn. Nó sẽ không có bất kỳ hóa chất độc hại nào khi mà quá trình chăm sóc cây. Ngoài ra nữa thì để các bạn rất là lo lắng khi mà các bạn nhìn thấy mình quay đây, các bạn thấy không, những quả bơ rất là chĩu mọng, dài, chiều dài của nó từ 20 đến 25 cm như thế này. Các bạn sẽ lo là phải tưới những cái phân hóa học gì, kích thích như thế nào để nó có được cái loại quả như thế này, thì các bạn sẽ yên tâm. Để đạt chuẩn Việt Gáp thì tại vườn bơ Gia Ân đã được chứng nhận, cũng như là phân bón và thuốc trừ sâu không dùng hóa chất. Phân thì ủ từ phân trâu và phân gà, và thuốc trừ sâu thì được ủ từ tỏi này, ớt này để tưới, và nó sẽ rất là an toàn, không có bất kỳ cái gì độc hại. Và như các bạn thấy là bơ sẽ được chín cây, không nhúng thuốc để chín bơ nhá. Tại Sốc Mẹ Bé Thủy Thảo liên kết với vườn thì cũng đã đảm bảo rằng bơ không hái lúc còn xanh quá đấy, không để nhúng thuốc và để bơ tự chín tự nhiên. Chính vì vậy nó cung cấp rất là nhiều vitamin, khoáng chất, đặc biệt là nó cung cấp chất xơ này để dành cho các bé ăn dặm này, chống tình trạng táo bón này, rồi giảm lượng cholesterol trong máu này, cung cấp rất là nhiều vitamin có lợi như A, E và K, đặc biệt là nó tập trung ở cái phần ruột của quả bơ. Và nó ngoài những cái vitamin ra thì nó cũng cung cấp rất là nhiều khoáng chất như đồng, magie, mangan và kali, và nó tăng cái đề kháng, cung cấp những cái dưỡng chất cho tế bào xương, cũng như là về cái sức khỏe của bé. Đấy, mình quay một vòng về cái vườn lại cho các bạn xem. Thì tại Sốc Mẹ Bé Thủy Thảo cũng đang có chương trình là tuyển sĩ cũng như là cộng tác viên, và các bạn có mua lĩa trực tiếp tại vườn Gia Ân thì các bạn bây giờ mình sẽ quay một số hình ảnh về sản phẩm, cái ruột bên trong cho các bạn xem nhé.